Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 8 giờ sáng của ngày 21 tháng 1 năm 2022. Và có thể nói rằng là hầu hết chúng ta đều dự đoán được. Bởi vì khi nhìn vào cái căn phòng 10 mét vuông của công ty Việt Á thì nhiều khi không thể tưởng tượng nổi làm sao mà anh Phan Quốc Việt anh ấy có thể nói rằng là có thể sản xuất được 30.000 kit một ngày, chứ đừng nói là đến hàng triệu kit test. Tôi xin mời các bác và mọi người chúng ta sẽ nghe lại một cái đoạn mà có thể nói rằng là cười ra nước mắt. Và không biết rằng Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, Trung tướng Đỗ Quyết, lúc đó ông ta là Bộ trưởng của Bộ Khoa học Công nghệ đấy, bây giờ là Chủ tịch Hà Nội, rồi Trung tướng Đỗ Quyết, rồi Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói gì về cái việc này. Tôi xin mời các bác và mọi người. Ngày 5 tháng 3 vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố kết quả nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm kit test để xét nghiệm virus SARS-CoV-2 do Học viện Quân y phối hợp với Công ty Việt Á nghiên cứu và sản xuất, với kết quả thử nghiệm chính xác 100% tại tất cả các thiết bị và tất cả các lần thử nghiệm. 100%. Bộ kit này đã chính thức được Bộ Y tế cấp phép cho sản xuất. Với ưu việt vượt trội và thời gian để bộ kit có kết quả chỉ khoảng 2 giờ, nhanh gấp 4 lần so với bộ kit đang sử dụng hiện nay. Cái bộ kit này thì nó lại có một điểm rất hay nữa là nó tính ổn định, cái có thể ứng dụng cho cái nhiều cái máy của real time PCR mà đang được trang bị của các labo của rất là nhiều các bệnh viện, rất là nhiều các cơ sở nghiên cứu chẩn đoán của Việt Nam, như thế nó có thể áp dụng rộng rãi ngay lập tức. Bên cạnh đó thì bộ kit này cũng đã được các chuyên gia y tế WHO và Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật CDC của Hoa Kỳ đánh giá là có tính tương thích với hầu hết các hệ thống labo xét nghiệm ở các cơ sở y tế hiện nay với độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác cao. Các bộ kit như của Tổ chức Y tế Thế giới thì người ta phải chạy 2 phản ứng. Sinh phẩm của CDC Hoa Kỳ thì người ta chạy tới 4 phản ứng. Và người ta chạy cái chứng nội là rời. Và chính vì vậy là cái thời gian nó sẽ gấp 4 lần. Thế còn so với cả Tổ chức Y tế Thế giới thì chúng ta phải gấp 2 lần. Và chúng tôi đã tối ưu được cái này thì nó sẽ giảm được cái thời gian cho kết quả xét nghiệm, cũng như là cái giảm được cái giá thành của một lần xét nghiệm. Là đơn vị trực tiếp sản xuất bộ kit này, công ty Việt Á cho biết mỗi ngày họ có thể sản xuất được 10.000 bộ, đảm bảo cung ứng đủ số lượng cần dùng trong trường hợp dịch bùng phát rộng. Mình có thể làm được khoảng cỡ chừng 10.000 test một ngày với một ca trong giờ hành chính. Thì nhưng mà nếu như khi mà bắt đầu có thì cái nhu cầu mà nó tăng lên đó, thì có thể mình tăng lên 2-3 ca là có thể lên được 30.000. Cái quy trình như mình nói đó nó cực kỳ nghiêm ngặt, và trên các cái mẫu mà mẫu lâm sàng mà đã được trước đó là đã được kiểm nghiệm với kit của CDC thì các kết quả của mình đó là tương thích. Việc sản xuất được bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2 sẽ giúp cho Việt Nam chủ động trong tình huống dịch bùng phát trên phạm vi lớn, giúp sớm phát hiện các ca bệnh để cách ly nhanh chóng, hạn chế lây lan cho cộng đồng. Wow, các bác thấy không? Những lời nói tuyệt vời, những cam kết. Có ai trong chúng ta, có ai, kể cả tôi với các bác, cái thời điểm đó chúng ta không cảm thấy tự hào hay không? Chả phải cảm thấy quá tự hào đấy chứ ạ. Có đúng không ạ? Chúng ta cảm thấy quá tự hào. Chúng ta càng tự hào bởi vì là chúng ta đã sản xuất ra một cái bộ kit test có thể nói rằng là ngang tầm thế giới. Hoa Kỳ rồi tất cả mọi thứ đều chứng nhận ở chúng ta. Kinh khủng không? Thế rồi chúng ta ngã ngửa. Chúng ta ngã ngửa và chúng ta ngán ngẩm. Chúng ta đau lòng và chúng ta buồn rầu. Bởi vì ngay cả cái kit test nhanh thôi, và các bác, họ nhập đến hàng triệu cái kit test về Việt Nam không biết là bán bao nhiêu tiền. Nhưng cái giá nhập của họ 21.500 đồng cho một kit test, chưa được 1 đô la Mỹ cho một kit test. Và toàn bộ
đều nhập từ Trung Quốc. Một thành tựu đáng tự hào. Có thể nói rằng là có phải giống như vụ Khải Siêu không? Có thể phải giống như vụ Khải Siêu không? Bởi vì người ta chỉ nhập vào, sau đó là nhập nguyên chiếc luôn á, chứ không phải là gì. Và sau đó người ta chỉ cần dán cái nhãn, bóc cái tem ra, dán cái nhãn mới vào. Thế là thành ra một cái công trình khoa học, thành ra một cái thứ mà dựa trên cái sự giả tạo. Và thành ra một cái công cụ để mà trục lợi người dân. Vụ án Kistet này, báo cáo với các bác, vô tiền khoáng hậu. Có lẽ không ai trong chúng ta là không cảm thấy tổn thương. Bởi vì có lẽ mũi của tôi nó cũng to ra một chút rồi. Bởi vì ngoáy nhiều quá. Đúng không ạ? Thế rồi. Một cái sự xuống cấp rất là đau buồn. Ngày hôm qua thì Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Tổng Bí thư phát biểu đã rất là rõ ràng. Chúng ta phải thượng tôn pháp luật, chúng ta nhân văn, nhân ái, nhân tình, nhưng mà không nhân nhượng. Không nhân nhượng với những cái xấu. Và đó là cái tuyên bố rất quyết liệt của Tổng Bí thư trong hội nghị đó. Và chúng ta đã làm rất nhiều điều trong năm vừa rồi. Nhưng cái sự việc Việt Á này, và cả với các bác, thật sự là đau buồn. Trong cái năm vừa rồi, tôi đau buồn nhất là cái gì các bác biết không? Trong năm 2021, sự kiện Việt Á vào cuối năm, nó như là một cú knock out đối với mình. Còn trước đó, đó là một cái cú đòn rất nặng vào tôi á, và cảm thấy vô cùng buồn. Đó chính là cảnh sát biển và biên phòng. Một trong những cái thành phần của quân đội nhân dân Việt Nam. Thế nhưng ấy, có một cái điều thế này. Chính vì phanh phui ra những cái điều như thế, chúng ta buồn, nó giống như kiểu là khi tôi và các bác phát hiện ra bệnh ấy. Phát hiện ra bệnh thì cảm thấy rằng là rất là buồn chứ. Nhưng chúng ta phải phát hiện ra bệnh thì chúng ta mới chữa được. Chúng ta mới biết được rằng chính xác chúng ta uống cái thuốc gì. Nhiều khi nó cùng một cái biểu hiện đấy, nhưng mà nó không phải là bệnh A mà nó là bệnh B cơ. Bởi vì giống nhau, chúng ta cứ tưởng là bệnh A nhưng thực tế là bệnh B. Cho nên biết chính xác cái bệnh là gì thì chúng ta mới có thể là uống thuốc để mà chữa được bệnh. Và cái việc mà biết rõ bệnh và nhìn thẳng vào cái bệnh thật đó thì chúng ta là cái bước đầu tiên để chúng ta có thể chữa được, có thể khỏi được. Năm vừa rồi quá nhiều điều, và chắc chắn năm 22 này còn nhiều điều hơn nữa, sẽ làm mọi người ngã ngửa hơn nữa. Bởi vì liên quan đến cả ngành giáo dục, ngành y tế, rồi rất nhiều ngành khác nữa, để chúng ta thấy rằng là sẽ có nhiều người nữa thuộc diện Ban Bí thư Bộ Chính trị quản lý, nhưng rồi cũng sẽ ngã ngửa, rồi cũng sẽ phải trả giá lỗi lầm của mình. Bởi vì chỉ đơn giản thôi các bạn ạ, đó là bởi vì họ không giữ được cái lối sống, không giữ được đạo đức. Và chúng ta nhìn thẳng thực trạng vừa rồi đấy, một cái vị giám đốc sở của thành phố Hà Nội nói rằng là người ta đến người ta biếu vài trăm triệu, đó là một cái văn hóa của dân tộc. Rồi là một vị giám đốc bệnh viện, một người làm nghề y, còn hùng hồn tuyên bố rằng chúng tôi làm hoàn toàn vì người bệnh, thế nhưng lại nhận lại quả khá nhiều tiền. Và thậm chí nói rằng là cái việc nhận một vài ngàn đô nó là cái chuyện rất bình thường ở xã hội này. Kỳ lạ. Đó. Chúng ta có thể thấy điều đấy. Thế rồi chúng ta còn nhìn thấy nhiều cái bi kịch nữa của xã hội. Ví dụ như là bạo hành trẻ em cũng là một cái. Rồi chúng ta còn nhìn thấy gì nữa? Nhìn thấy cả CEO Phương Hằng. Một doanh nhân toàn là kim cương. Thế nhưng mà cái đóng góp cho xã hội thì vô cùng ít ỏi, không giống như là mình nói. Đó. Và chúng ta còn nhìn thấy gì nữa? Chúng ta còn nhìn thấy cả một cái diễn viên ấu dâm nhưng lại đạt được một cái huy chương. Đó. Chúng ta nhìn thấy nhiều thứ lắm. Nếu mà nhìn khách quan ra, chúng ta nhìn thấy nhiều thứ lắm. Để thấy rằng là xã hội xuống cấp suy đồi. Và đây là cái mà tôi cũng chẩn đoán từ trước rồi. Tôi đã nói từ hồi đầu lập kênh, cái sự suy thoái này và cái sự mất mát lớn nhất trong cái thời kỳ 10 năm, nó không phải là tiền, là của, là người tài, mà nó là cái sự mất mát về đạo đức xã hội, cái sự xuống cấp. Bởi vì
nhiều khi chúng ta cần đến 50 năm, thậm chí đến cả 100 năm chúng ta mới sửa được cái đó. Bởi vì cái xấu học thì nhanh, bỏ thì khó, còn cái tốt học thì lâu, đúng không ạ? Kiểu làm ăn tử tế thì lâu giàu, còn làm ăn trộm giật, làm ăn xấu xí thì lại nhanh giàu lắm. Nhưng không sao cả, chúng ta vẫn tiến lên bằng mọi giá. Đó là cái mà chúng ta có thể thấy rằng là quyết tâm rất lớn của Tổng Bí Thư, của Bộ Chính trị. Chắc chắn những con sâu làm dầu nồi canh sẽ phải ra ánh sáng, và những kẻ trùm cuối sẽ phải lộ mặt. Và có rất nhiều điều thú vị trong đó đấy. Không chắc nha các bác. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi sáng tốt lành.